Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bản tin nhanh của Vũ Phong MTL. Thì như các bạn cũng đã biết là trong những ngày gần đây thì thông tin nữ đại ca giang hồ Lon Cá bị bắt thì đã rộn trên cộng đồng mạng. Vậy thì nữ đại ca giang hồ Lon Cá là ai mà cầm đầu băng nhóm côn đồ như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Được biết thì những người buôn bán tại khu công nghiệp Thạnh Phú, Đồng Nai phải đóng tiền bảo kê hàng tháng nếu không sẽ bị băng nhóm của Lon Cá đánh đập phá phách. Ngày 7 tháng 5 thì đại tá Nguyễn Văn Kim, Thủ trưởng Công an Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết là hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để có thể khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, vừa được công an triệt phá do Lon Cá cầm đầu. Khi hỏi về cái tên Lon Cá thì chúng tôi được biết là tên thật là Lý Thị Loan, 39 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rất là nhiều người dân sinh sống quanh khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đều bức xúc về những gì mà bà Trùm và những đồng bọn gây ra. Sở dĩ có cái biệt danh là Lon Cá là do có thời gian từng bán cá tại thành phố Biên Hòa. Ngoài biệt danh Lon Cá thì Lon có biệt danh là Lon Bộ Đội vì thích mặc bộ đồ gằn ghi kiểu nhà binh. Đám đàn em của Lon cũng bắt chước sở thích này của chị, nên giới anh em giang hồ ở Biên Hòa gọi nhóm này là nhóm Lon Bộ Đội, song song với biệt danh Lon Cá. Cách đây một thời gian thì Lon cùng đàn em của mình là Hoàng Thị Tuyết Nhung, 35 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, hình xăm băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen nhưng không thể cạnh tranh được với các băng khác ở thành phố Biên Hòa, nên dạt ra khu vực Đồng Khởi, tỉnh lộ 768, xung quanh khu vực công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, cách thành phố Biên Hòa chừng vài cây số để hoạt động. Tại đây thì Lon đã thu nạp thêm đàn em và các thanh niên thanh chỗ ngổ ngáo. Nhiều tên được Lon bỏ tiền sắm cho xe bán trái cây để tạo vỏ bọc. Dưới trướng của Lon, những thanh niên bặm trợn xăm chỗ đầy mình này chuyên dùng vũ lực ép các tiểu thương bán đồ thiết yếu cho công nhân, buộc họ phải đóng tiền bảo kê. Có người thì bị trúng thu 1 triệu đồng, có người thì bị trúng thu 1,5 triệu mỗi tháng. Hàng ngày thì Lon cùng đàn em của mình thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi, ghi số đề, đòi nợ thuê. Có những người thì không đóng tiền, cố ý chống đối thì chúng tập hợp lại và sẵn sàng ra tay xử đẹp, khiến nhiều người phải khiếp sợ. Sau khi buộc hàng trăm tiểu thương buôn bán ngay cổng chính vào công ty Mai Chan Sen Việt Nam và dọc tỉnh lộ 768 phải đóng nạp tiền bảo kê, thì chúng còn mở rộng địa bàn đến những cái cổng phụ của công ty này nằm trên đường tỉnh lộ 768, nơi có nhiều người buôn bán hàng rong. Một người phụ nữ bán chợ dạo ở đây cho biết, cách đây chừng vài tháng thì nhóm của Lon đến để chia những khoảng đất trống nơi họ buôn bán thành những ô nhỏ để thu tiền chỗ hàng ngày. Tuy nhiên thì do khu vực này lực lượng chức năng không cho buôn bán thường xuyên đầy đủ nên nhóm của Lon chưa thực hiện ý đồ của mình. Theo cán bộ điều tra chuyên án thì đây là nhóm bảo kê có số má tại Đồng Nai. Để thị uy sức mạnh thì đàn em của Lon thường xăm chỗ đầy mình và cố tình mặc quần áo hở những cái hình xăm để đi dạo trong địa bàn, đe dọa các tiểu thương. Phương thức hoạt động của băng nhóm này sẽ cắt cử 1 đến 2 người hàng ngày để có thể điều khiển xe máy dạo quanh khu vực các tiểu thương, bán hàng, nhắc nhở không được lấn chiếm lòng lề đường. Việc làm này thực chất là họ thay phiên nhau để theo dõi việc buôn bán cũng như là đe dọa các tiểu thương. Nếu phát hiện cái tiểu thương bán dạo không ổn định sẽ thu tiền bảo kê theo ngày. Đối với những người buôn bán thường xuyên, nếu đến tháng chưa có tiền đóng thì Lon sẽ huy động đàn em dùng vũ lực để có thể uy hiếp. Nếu nợ không nộp thì sẽ không cho buôn bán tại khu vực này nữa. Những người bán phải nộp tiền bảo kê từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì 50.000 đồng một ngày. Trường hợp không nộp tiền sẽ bị đánh đập. Không chỉ bảo kê thu tiền đối với những người bán hàng mà những cái băng nhóm này còn bảo kê luôn cả việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê tại nhiều khu vực nhà trọ lân cận như khu công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài, Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Và đó là tất cả những thông tin nhanh mình gửi đến các bạn trong video này. Video này đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau. We'll be right back.